anh chị em chúng mình là các Phật tử xa xứ Đài Loan. Rồi anh chị em chúng mình chuẩn bị đi mua đồ để chuẩn bị cho đại lễ Phật đản. Các bạn hãy theo chân chúng mình để xem chúng mình mua những gì để chuẩn bị cho đại lễ Phật đản nha. Cô có cảm thấy mệt không ạ? Không, lúc đi trên tàu thì cô mệt lắm, cô nghĩ là đến đây cô phải đi ngủ ngay lập tức ấy. Thế nhưng mà đến đây vui quá, giờ hết mệt rồi. See.
Một sự đảo sinh như cứu. Từ vô vị kiếp đến nay, bây giờ chúng con mới biết